sáng ngày 27 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Văn An tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội giữa nhiệm kỳ 2021-2026, kỷ niệm 23 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và Tháng Hành động vì trẻ em. Trong nửa nhiệm kỳ, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Văn An đã bám sát sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và cấp ủy địa phương, xây dựng kế hoạch hoạt động toàn khóa, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, kế hoạch cụ thể hàng năm để triển khai hoạt động. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến giữa nhiệm kỳ, các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành, một số chỉ tiêu đã đạt và vượt. Hội tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình năm có ba sạch, thu hút 100% cán bộ hội viên phụ nữ tham gia, lựa chọn và chỉ đạo chi hội phụ nữ khu dân cư Tường ra mắt mô hình điểm với 20 thành viên tham gia, phối hợp ra mắt mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình với 50 thành viên. Hội còn chỉ đạo các chi hội tích cực tham gia hưởng ứng giờ hành động vì thành phố Chí Linh xanh sạch đẹp vào các tuần thứ 2 và thứ 4 của tháng, với trên 1.300 lượt hội viên tham gia, góp phần xây dựng thành phố Chí Linh văn minh hiện đại. Trong phong trào thi đua bát gạo tình thương, hội đã vận động được gần 40 triệu đồng, qua đó tặng 72 suất quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao 2 công trình nước sạch trị giá 10 triệu đồng cho 2 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các hoạt động nhân đạo từ thiện, tham gia xây dựng đảng hệ thống chính trị, giám sát phản biện xã hội, thực hiện bình đẳng giới tiếp tục được hội chú trọng đẩy mạnh. Tại hội nghị, nhân kỷ niệm 23 năm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng Hành động vì trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã trao tặng 14 suất quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 4,2 triệu đồng. Kết nối với nhà hảo tâm nhận đỡ đầu cho một trẻ mồ côi với số tiền hỗ trợ là 500.000 đồng một tháng và thời gian nhận đỡ đầu trong một năm. Ngoài ra, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác hội và phong trào thi đua nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường biểu dương khen thưởng.